Tập 45. Thành Chiêng Khâm cách đây hơn 200 năm. Nói với anh Pirachak Thánh Makarong là do lời nguyền sao mẹ, con sẽ phá giải lời nguyền của Khủn Ngai để giúp anh Pirachak được trở lại làm người bình thường. Phải con nhỏ phân tranh không hả? Đừng hại tao mà. Mẹ, ai tạo ra nghiệp, nghiệp sẽ quay về với họ. Con là mẹ của con có được không? Bố hứa với con đi bố. Tao nhất định phải giết con nhỏ Pupin. Tôi sẽ kêu người tới giúp anh, Măng Manh. Đi chỗ khác chơi đi. Dừng lại đi, Manh Phá. Anh Măng Manh, anh Măng Manh, cứu tôi với. Xong rồi đấy con. Sao mặt con lại buồn vậy? Con lo cho bố quá. Con nghĩ chắc giờ bố con khỏe mạnh lại rồi đấy, Khoảnh La. Tại sao hả cô? Vì ông cha quê là bác sĩ thần kỳ của nhà mình mà. Ai mà bị bệnh, nếu được ông cha quê chữa trị, chắc chắn sẽ hết bệnh luôn. Bé Khoảnh La đừng có lo lắng nữa. Sao con lại khóc vậy Khoảnh La? Cô nói với con rồi mà, bố Pirachak không sao đâu. Cô ơi, cô Sabanga nói cô ấy là mẹ của con. Con không muốn là cô Sabanga. Con không muốn làm con của kẻ xấu. Cô Sabanga nói dối phải không cô? Khoảnh La, đừng khóc. Không phải đâu. Cô Sabanga không phải là mẹ của con. Khoảnh La ư? Sao có thể thế được? Thế em tưởng anh tự ngã cho đau chơi hả? Tại đứa con quỷ sứ của em đấy. Có chút xíu, không hiểu sao lại mạnh cỡ đó. Y như bị xe tông. Không lẽ Khoảnh La cũng là Makarong giống như em? Tại cái lúc em bị cắn, em đang mang bầu con bé Khoảnh La đấy. Vậy chứ lúc nó ăn cơm, nó cảm nhận được mùi vị không? Không thì... Có bao giờ nó đã uống máu tươi? Không có. Nó cũng giống như mấy đứa trẻ con khác. Nó thích ăn bánh hơn cả ăn cơm. Mà lúc đó, còn là ban ngày nữa. Dù nó có là Makarong, cũng đâu có sức mạnh tới cỡ đó. Mà chuyện xảy ra như thế nào? Thôi kệ đi. Nghĩ làm gì nữa? Chắc bị di truyền từ bố nó, cái ông Gridan đây thôi. Giờ em biết tại sao Khoảnh La đánh bại được anh rồi. Tại sao? Thì tại vì phúc của anh không sánh được phúc của anh Pirachak chứ sao? Tới nỗi chuốc thuốc mê cho em mà anh ấy vẫn được Khoảnh La cứu mạng. Không phải Makarong. Vậy tại sao Khoảnh La lại mạnh tới cỡ đó? Thấy đỡ hơn chưa cậu? Uống máu với thuốc của chú cha quê, tôi thấy hết đau nhức nhiều rồi. Lúc nhìn thấy cậu nằm bất tỉnh, tôi hết cả hồn luôn. Tính ra cũng còn may. Tôi đưa bé Khoảnh La về tới đây rồi mới ngất đi. Chú à, đang suy nghĩ về chuyện bé Khoảnh La đúng không? Vâng, đúng vậy thưa cậu. Tôi cũng thấy thắc mắc quá. Theo suy đoán của tôi, có thể là do lúc Sabanga bị bố tôi cắn, cô ấy đang có thai. Vì vậy, lời nguyền cũng phải ứng lên người Khoảnh La. Nhưng không tác dụng hoàn toàn. Nên Khoảnh La vẫn có biểu hiện giống như những người bình thường khác. Tôi đang lo một chuyện. Giờ Khoảnh La còn nhỏ mà đã có một số biểu hiện rồi. Lỡ sau này con bé lớn hơn, không biết sẽ như thế nào nữa. Chuyện còn chưa xảy ra, đừng nghĩ nhiều làm gì cho nặng lòng. Nhiều khi mình có thể phá lời nguyền,
trước khi bé Khoảnh La trưởng thành cũng được mà cậu. Bà Mương nói rất đúng. Nếu cậu với Saban Nga trở lại làm người bình thường thì Khoảnh La cũng có thể khỏi được mà. Vậy thì mình phải tranh thủ hơn nữa, chứ bây giờ Khoảnh La bắt đầu thể hiện năng lực rồi, dù là ban ngày. Tôi không muốn để Khoảnh La làm ma cà rồng từ khi còn nhỏ. Tuổi này còn chưa phân biệt được gì hết. Trong khi Saban Nga là người trưởng thành mà còn toàn làm những chuyện xấu. Tới giờ, mình còn chưa tìm ra chiếc nhẫn của cô giáo. Liệu chúng ta có phá giải được lời nguyền thật không hả bố? Bố đã quyết định rồi. Bố sẽ làm nghi thức cấm. Là nghi thức gì vậy bố? Nghi thức về quá khứ. Nếu như bình thường nhớ về tiền kiếp, chỉ có thể thấy những chuyện của mình. Nếu là những chuyện của người khác thì không thấy được. Vậy nghi thức này có hiệu quả không bố? Vậy bố mới nói, đây là nghi thức cấm không được thực hiện. Nghi thức này có thể giúp bố nhìn thấy tất cả sự việc đã xảy ra. Vậy thì bố mới biết cách phá giải lời nguyền, vì sự an toàn của mọi người. Có chuyện gì không hả? Dạ không. Tại con hơi đa nghi thôi ạ. Mau lên nhà nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay con cũng mệt nhiều rồi. Vâng thưa bố. Có cần phải thính tới vậy không hả bà Mương? Mình còn định tới điều tra vụ của Khoảnh La, làm hỏng hết cả kế hoạch. Bố đã quyết định rồi. Bố sẽ làm nghi thức cấm. Là nghi thức gì vậy bố? Nghi thức về quá khứ. Nếu chú cha quê phá được lời nguyền, có nghĩa là mình với anh Pira chẳng có thể làm người bình thường. Nhưng nếu làm người bình thường thì phải già, phải chết, cũng không có năng lực gì. Lúc làm ma cà rồng đúng là khổ thật, nhưng lúc hết rồi thì lại cảm thấy tiếc. Mình phải làm gì bây giờ? Sao hai kẻ đó lại trở thành macaron? Cứ tức giận nhiều lên, căm hận nhiều lên đi. Bị xích lại kiểu đó thì làm gì được tôi?
Hai người này trở thành ma cà rồng là tại bị mình cắn, mà chưa tới mức chết nên mới thành ma cà rồng như bây giờ hả? Tin anh, cơ hội đã tới rồi. Anh có bị khùng không? Anh muốn em tạo đội quân ma cà rồng hả? Em nghe đúng rồi đấy. Bình tĩnh lại đi. Anh nói vậy, em thử nghĩ coi sao. Khi uống máu người, em sẽ trở nên mạnh hơn phải không? Điều này, kể cả thằng Pira Chặt cũng thừa nhận. Có thể, một ngày, em sẽ mạnh hơn thằng đó nữa. Với lại còn tạo ra được đội quân để sai khiến. Tốt chứ sao? Nhưng em vẫn chưa biết chắc là em sai khiến được tụi nó không, được hay không, cũng không có gì phải lo. Tụi nó không còn lý trí nữa, với lại cũng sợ em. Như vậy cũng đủ hiểu là em đang có quyền lực cao hơn chúng nó. Vậy nếu em làm theo lời anh, thì em sẽ được gì? Bây giờ có mấy con ma cà rồng mà dãy của Trương Khâm đã náo loạn rối ren như vậy. Nếu em tạo ra một đội quân ma cà rồng và có thể kiểm soát được chúng, em nghĩ đi, thằng Pira Chặt nó có thể làm gì để đấu lại được với em? Anh Pira Chặt không đời nào chịu giết người để trở thành ma cà rồng đấu lại mình đâu. Vậy có nghĩa là nếu em làm theo ý anh, em sẽ có quyền thương lượng với anh Pira Chặt. Chính xác. Tới lúc đó, em muốn sai khiến nó làm cái gì cho em, nó cũng sẽ làm hết. Cuối cùng, anh ấy cũng phải thuộc về em. Nhưng mà em biết kiếm đâu ra người để biến thành ma cà rồng? Với lại có khi nào em bị cảnh sát bắt không? Chuyện này có gì khó đâu. Nhân công ở khu này có thiếu đâu. Một ngày em muốn uống máu bao nhiêu người để anh lo cho em. Mấy người sẽ được nghỉ lại đây. Ở đây tôi có cho người lo cơm ngày ba bữa. Mau vào trong đi. Anh nói là phát hiện có dấu chân đi vào dãy Trương Khâm của tôi hả? Đúng thế. Mà cũng không chính xác là đi vào dãy của anh. Dấu chân đó tự nhiên biến mất nửa chừng. Nhưng mà trên đoạn đường chỉ có một mình chỗ của anh là có người sinh sống thôi. Vậy cam trên xe có ghi lại được hình ảnh gì không? Cam ghi được một cô gái đứng chặn ngay giữa đường. Thấy vậy chủ xe mới dừng lại xuống coi sao. Sau đó thì một đám người kỳ dị ập tới tấn công. Vậy còn chủ xe, giờ người đó sao rồi? Cả hai người chủ xe đều mất mạng vì bị hút hết máu trong người. Tôi cũng biết mình là cảnh sát. Tôi không nên nói mấy thứ vô căn cứ như vậy. Nhưng tôi không thể nào không nghi ngờ rằng đám người đó là ma cà rồng. Biệt thự Trương Khâm của tôi sẵn sàng hợp tác với chính quyền để bắt tội phạm. Nếu anh muốn điều tra người nào trong dãy của tôi, cứ nói cho tôi biết. Cảm ơn anh nhiều. Em không cần lo. Chuyện này để anh xử lý. Anh phải cẩn thận đấy. Mời anh. Theo những gì cảnh sát kể, con nghĩ chắc chắn là ma cà rồng làm rồi. Lúc đầu, chỉ có Phong Tranh với anh Mương Manh. Còn bây giờ, có thêm nhiều nhân công khác. Chắc là do Sabanga chứ không ai khác. Vậy nghĩa là bây giờ, Sabanga đã biết cách tự tạo ma cà rồng rồi. Từ trước tới giờ, cô ấy giết bao nhiêu mạng người rồi. Vậy mà còn chưa biết hối lỗi.
Bây giờ cô ấy còn muốn tạo ra đội quân Ma Cà Rồng. Thật không dám tưởng tượng có thể bao nhiêu người chịu khổ nữa đây. Mà bây giờ con không còn vật hộ mệnh bên cạnh con nữa. Con phải nhớ cẩn thận hơn, có biết chưa hả? Với lại bây giờ cũng chưa tìm ra chiếc nhẫn của khủng ngài. Mẹ cũng không biết chắc chắn có thể xuất hiện kịp lúc để giúp con không nữa. Con biết tự lo cho mình mà mẹ. Mẹ cũng phải cẩn thận đấy. Thấy chưa? Anh đã bảo là nếu tụi nó sợ em, có nghĩa là em điều khiển được chúng. Đã là Ma Cà Rồng mà còn mê trai nữa là sao? Vào đứng chung với đám kia đi, mau lên. Anh định bảo đám Ma Cà Rồng này vận chuyển hàng trái phép giúp anh. Nếu thấy có gì bất thường, đều phải thổi còn để báo hiệu. Còn về chuyện anh bâng manh với chị Phong Tranh là Ma Cà Rồng, cậu có dự định sẽ làm thế nào không? Chú cha quê nghĩ kỹ chưa? Mình làm cách này thật hả? Vướng mừng vì kế hoạch của hai anh em ta thành công. Bộ mặt em thấy có nghĩa là sao? Anh nghĩ cảnh sát bắt được đám Ma Cà Rồng của mình không? Nếu họ nghĩ bắt xác chết về phạt tội được thì xin mời. Lần này anh định bảo đám Ma Cà Rồng vận chuyển hàng trái phép giúp cho anh, vừa an toàn vừa đáng tin cậy. Với lại đám đó cũng không biết mệt, cũng không cần phải trả tiền công. Hai anh em ta chỉ việc ngồi đếm tiền thôi. Em có ưu điểm nhiều như vậy, em giúp anh tạo thêm Ma Cà Rồng đi em yêu. Nhưng đám Ma Cà Rồng cũng phải uống máu mỗi đêm. Nếu mình tạo thêm nhiều, không trông coi cẩn thận, có khi chuyện này sẽ bị bại lộ trước khi đám Ma Cà Rồng đó có cơ hội làm việc cho anh đấy. Trời ơi, chuyện nhỏ như vậy mà cũng lo. Lỡ anh Pira chặt anh ấy, ngăn cản chúng ta trước khi chúng ta tạo đủ Ma Cà Rồng chống lại anh ấy thì sao? Tới lúc đó anh tính sao? Chuyện đó em không cần lo. Anh đã có kế hoạch rồi. Này, cầm lấy đi. Cầm lấy. Mỗi người một cái. Tôi xếp hai người vào một ca trực. Ví dụ ai muốn đi vệ sinh, ai muốn làm gì cũng tuyệt đối không được bỏ bạn mình. Mọi người nắm rõ chưa? Nếu thấy có gì bất thường, đều phải thổi còi để báo hiệu những người khác biết, để mọi người chạy tới giúp. Vâng. Anh Bảo Mương không cần lo. Nếu chúng em phát hiện tên tội phạm, em sẽ bắt nó trả thù cho anh Mương Manh. Phải không mọi người? Đúng đấy. Satan, về đi. Mình sắp đi vào rừng rồi. Không được. Dù gì cũng tới rồi.
Mình kiểm tra cho kỹ luôn. Anh Măng Mành, có ma. Ê, lại đây. Lại đây đi. Anh bảo Mương Dạn không được đi một mình. Điên ghê. Anh Măng Mành, có phải anh thật không? Anh vẫn chưa chết phải không? Anh nói gì đi. Đừng làm em sợ. Anh Măng Mành, giờ tôi mới biết chiếc nhẫn này thần kỳ tới vậy. Nó đuổi được ma cà rồng luôn. Cả anh Măng Mành, chị Phon Tranh đều co giò chạy tới té khói. Sao cậu có được chiếc nhẫn này? À, tôi nhận được chiếc nhẫn hôm cô Pacini với cô Pupin bị người ta bắt cóc. Nếu chúng nó không cản tôi, thì tôi đã cứu được cô Pacini với cô giáo rồi. Mạnh miệng nhỉ. Nếu cậu giỏi như vậy, sao bị tụi nó đánh tới nỗi này? Anh, cậu Pirachak đi rồi hả? Cậu mới lái xe đi rồi. Cậu định làm gì vậy? Tôi phải đi giúp cậu Pirachak. Này này này, cậu đang bị thương, cần đánh đấm gì được nữa? Trời ơi, uổng công chạy xe máy đuổi theo. Cậu đi mất tiêu rồi. Thảo nào, tôi cho người đi tìm thế nào cũng không thấy. Thì ra, chiếc nhẫn này ở trên người của Satan. Lúc tôi thông báo bảo mọi người đi tìm chiếc nhẫn, sao cậu không lên tiếng gì hết? Anh à, lúc đó em mới bị người ta đánh vào đầu nên phải nằm nghỉ, nên em có biết gì đâu mà nói. Với lại, trong dãy có bao nhiêu là chuyện, nào là người chết, mất tích, xin nghỉ việc. Mọi người bận tới nỗi, không biết phải nghe chuyện gì hay phải làm chuyện gì trước. Đừng có mắng Satan nữa, Bảo Mương. Satan nói nghe cũng hợp lý mà. Tôi tìm lại được chiếc nhẫn là đã vui lắm rồi. Với lại Satan cũng không có ý ăn cắp của ai đâu. Cô nói đúng đấy. Tôi thấy chiếc nhẫn đẹp, nhưng mà nhìn giống của con gái quá, nên mới xỏ dây vào đeo vào cổ. Với lại thật sự, tôi cũng không biết nó là của cô giáo. Nói gì thì nói, đồ linh thiêng như vậy. Cô giáo nên giữ cẩn thận để bảo vệ bản thân. Cảm ơn Satan nhiều. Dạ thưa cô. Cậu chủ, còn về chuyện anh Măng Mành với chị Phon Tranh là ma cà rồng, cậu có dự định sẽ thế nào không? Mấy chuyện này, cậu để đó cho tôi với bà Mương giải quyết là được rồi. Satan, về dãy làm việc đi. Còn chuyện xếp ca đi tuần đêm thì sao? Hủy bỏ hết đi. Cậu thông báo với mọi người giúp tôi làm theo quy định cũ. Cấm mọi người rời khỏi chỗ nghỉ sau khi mặt trời xuống núi. Các cửa ra vào, cửa sổ phải khóa cẩn thận. Vâng thưa cậu. Vậy là bây giờ chúng ta có thể chắc chắn là cô Saban Nga có thể tạo ra ma cà rồng. Bây giờ ngoài anh Măng Mành với Phon Tranh, còn nhiều ma cà rồng khác ra ngoài gây rối khắp nơi. Nếu không sớm cản Saban Nga, chắc chắn sẽ còn nhiều người vô tội nữa bị cô ấy lôi vào chuyện rắc rối này. Pupin,
Em đã sẵn sàng thực hiện nghi thức quay về quá khứ với chú cha quê chưa? Dì Ưng Khâm nói, Khoảnh Lá không chịu ra khỏi phòng. Con thấy không khỏe hả? Cô ơi cô, sao trước giờ cô không nói cô Sa Ban Nga là mẹ của con? Con không thích cô Sa Ban Nga. Con không muốn có mẹ như vậy. Trẻ con không được nói bậy, không dễ thương đâu. Nhưng mà con cảm thấy như vậy thật mà cô. Cô Sa Ban Nga hay mắng con và hay đánh con đau nữa. Con không thích chút nào. Khoảnh La nghe cô nói này, con người không ai chọn được mẹ. Nếu người khác làm gì mà mình không thích, có thể làm người khác buồn, thì mình đừng bắt chước họ. Con có hiểu không? Dù gì, cô Sa Ban Nga cũng là người sinh ra con trên đời. Để con gặp gỡ bố con và cô, được sinh sống hít thở trên thế giới này. Dù người đó có không yêu thương con, cũng không sao hết. Nhưng mình đứng ở vị trí làm con, mình có trách nhiệm phải hiếu thảo với mẹ, biết ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau. Phải lấy trái tim để cảm hóa trái tim. Nếu một ngày người đó quay đầu muốn trở lại làm người tốt, coi như mình hoàn thành tốt trách nhiệm của người con. Suy nghĩ thử xem. Con sẽ cố gắng làm như vậy ạ. Con giỏi lắm. Chú cha quê đã nghĩ kỹ chưa? Mình làm cách này thật hả? Ta không còn cách nào khác nữa. Ta phải tranh thủ trước khi Sa Ban Nga gây rối thêm nữa. Nếu ta nhìn thấy được những chuyện mà ta không biết, có thể ta sẽ tìm được cách phá lời nguyền. Giờ con cũng lấy lại được chiếc nhẫn rồi. Không biết con có thể giúp được gì thêm cho chú không? Tất nhiên là có. Năng lực của sư cô, của cô giáo, cùng chiếc nhẫn đồng cổ, nghi thức này chắc chắn sẽ thành công. Chú nhớ cẩn thận đấy. Chú cứ bước tiếp đi. Giết hết tụi nó.
Chú cứ bước tiếp đi không sao. Tôi với Pupin sẽ hợp lực để bảo vệ cho chú. Lần này chú nhất định phải làm được đấy. Giết hết bọn chúng. Đừng mà. Đừng mà, tránh xa, tránh xa. Satan, cậu mau đưa nhân công trốn đi. Mau lên. Mọi người, chạy mau, mau lên. Mau lên. Mau lên. Đứng yên. Người đã bị dính buộc của ta. Quốc vương Khâm Mương, ta nguyền rủa ngươi. Khi nào ngươi được uống rượu gạo do vương hậu tranh phả dâng lên, ngươi sẽ phải chết một cách đau đớn. Quốc vương,
Phương! Cô Phương! Cô Phương ơi! Cô Phương! Cô Phương! Nếu có người nào giúp Quốc Phương thoát khỏi bùa của ta, ta nguyền rủa Quốc Phương khâm mương, cũng như đời con cháu, các hậu duệ đời sau của Quốc Phương phải sống như một loại yêu quái gớm ghiếc, phải sống trong sự đau khổ, sống cũng không bằng chết, bị xa lánh tới đời đời kiếp kiếp. Sư cô! Cô giáo! Tỉnh lại đi! Tôi biết bí mật của lời nguyền rồi. Không chờ được nữa. Inthon, ta sẽ cho mày biết tay. Sao bạn Nga? Kêu đám ma cà rồng, giết chúng nó đi. Chia nhau ra, thấy người nào giết người đó. Bố sẽ làm nghi thức cấm, nghi thức về quá khứ. Chú cha quên nghĩ kỹ chưa? Mình làm cách này thật hả? Cơ hội tới rồi. Tạo đội quân Macaron hả? Saban Nga đã biết cách tự tạo Macaron rồi. Nếu thấy có gì bất thường, đều phải thổi còi, mọi người nắm rõ chưa? Đồ linh thiêng như vậy, cô giáo nên giữ cẩn thận để bảo vệ bản thân. Cậu thông báo với mọi người giúp tôi, làm theo quy định cũ. Chắc chắn còn nhiều người vô tội nữa bị cô ấy lôi vào chuyện rắc rối này. Thằng Pira chặt, nó có thể làm gì để đấu lại được với em? Giết hết chúng nó. Cuối cùng, anh ấy cũng phải thuộc về em.